Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng sau 2,5 năm. Đây là thời điểm để đánh giá lại những kết quả đạt được thời gian qua và chuẩn bị những bước đệm quan trọng cho giai đoạn mới. Trong đó, công tác cán bộ, tuyển chọn được nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước luôn là yếu tố then chốt và được quan tâm chú trọng. Nhớ lại những ngày đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã huy động những người tài giỏi từ khắp nơi trở về để cống hiến cho đất nước. Cách mời nhân tài giúp nước của Hồ Chủ tịch cũng để lại nhiều bài học quý giá. Điển hình là câu chuyện năm 1945, Bác viết thư mời người từng đảm nhiệm chức vụ Thượng thư Triều Nguyễn ra giúp nước. Thưa Ngài, tôi tài đức ít ỏi mà trách nhiệm nặng nề. Thấy Ngài học vấn cao siêu, kinh nghiệm phong phú, vậy nên tôi muốn mời Ngài làm cố vấn cho tôi để giúp thêm ý kiến trong công việc hưng lợi trừ hại cho nước nhà, dân tộc. Cảm ơn và chúc Ngài mạnh khỏe. Kính thư Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm rằng người có thể giúp nước miễn là không phản lại quyền lợi dân chúng, không là việt gian, có lòng trung thành với Tổ quốc là có thể dùng được. Có lẽ cái câu mà cụ viết trong cái thư gửi chủ quyền đoàn thì rất rõ cái cách rất tiếp cận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một cái điều làm cho cụ quyền đoàn cũng như thế hệ các nhà trí thức đương thời họ tin tưởng để họ phấn đấu. Tại thời điểm chuẩn bị cho nhân sự Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc đó là trưởng tiểu ban nhân sự đại hội đã đúc rút một cách xúc tích, ngắn gọn và cô đọng về yêu cầu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 là những người phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc. Nhìn lại những cái hạt giống được coi là chín ép hay là những hạt giống đỏ sớm bị ngã gục, sau khi là được bổ nhiệm đề bạt vào những cái cương vị lớn thì chúng ta thấy nổi lên một cái vấn đề là ở một cương vị mới cao hơn mà anh lại dừng lại, không chủ động tự giác là tu dưỡng rèn luyện, là nâng cấp bản thân, nhất là về mặt đạo đức cách mạng. Càng là cán bộ cấp cao càng phải gương mẫu, mỗi cán bộ đảng viên phải thường xuyên nêu cao tinh thần tự giác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và trách nhiệm, nêu gương, phê bình và tự phê bình. Đây cũng là kỳ vọng của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt. Thì ai xuất hiện những vấn đề gì đó là dân biết được, biết hết. Thế thì cái người cán bộ lãnh đạo từ thấp đến cao phải thể hiện cái trách nhiệm của mình trước nhân dân, thể hiện mình về tư cách đạo đức trước nhân dân để nhân dân họ giám sát và họ giúp mình phát triển trên cái cơ sở được lập dân. Phê bình và tự phê bình, nhất định là các chi bộ phải làm tốt hơn, tránh cái nể nang, tránh cái dĩ hòa vi quý, và hai nữa cơ quan giám sát của đảng phải làm việc tốt hơn nữa, tránh những cái mà đã xảy ra ở những cái nhiệm kỳ trước đây. Bài học về trọng dụng hiền tài quốc gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn mang tính thời sự, là bài học vô giá luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong mọi chặng đường phát triển của đất nước. Trong đó, tài và đức luôn là gốc, là yếu tố cốt lõi trong bồi dưỡng tuyển chọn cán bộ. Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đang diễn ra sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Đây là dịp quan trọng để phải làm tốt hơn nữa công tác đánh giá, sắp xếp cán bộ. Thưa quý vị, trong ngày làm việc thứ hai, hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã thảo luận báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và báo cáo kiểm điểm cá nhân của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho biết, hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp với Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan về việc sửa đổi bổ sung Nghị định 146 quy định về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhất trí bỏ quy định tổng mức nhưng phải có phác đồ điều trị, giao Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở lập dự toán, hướng dẫn các phác đồ điều trị để chi đúng chi đủ, không lạm dụng phác đồ công nghệ cao và các loại thuốc không cần thiết gây lãng phí. Về một số đối tượng chưa có trong phạm vi được sửa đổi trong nghị định 146, ví dụ như đối tượng thuộc quân đội cần tiếp thu bổ sung theo đúng đối tượng đã quy định trong luật bảo hiểm y tế, yêu cầu Bảo hiểm xã hội sớm cùng với Bộ Y tế xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, từ đó có căn cứ để quản lý quỹ một cách chủ động, khoa học, chính xác. Việc đầu tư cho y tế cần được nhìn nhận vì lợi ích của người dân, cho nên tránh tư duy dự toán năm sau phải tiết kiệm hơn năm trước. Dự toán y tế cơ sở phải dựa trên nhiệm vụ được giao và nhu cầu thực tế của cơ sở để giao ngân sách. Đề nghị Bảo hiểm xã hội sớm thanh toán các khoản chi từ năm 2019 đến nay cho các khoản đang lẫn giữa dịch Covid và không dịch Covid. Các khoản nợ cho phòng chống Covid-19 đến tháng 6 năm 2023 phải xử lý dứt điểm. Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới, dựa trên phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tại khóa họp thường niên lần thứ 79 của Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ASCAP, diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2023 tại Bangkok, Thái Lan. Phát biểu tại khóa họp thường niên lần thứ 79 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ASCAP, với chủ đề tăng tốc hành động khí hậu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương phục vụ phát triển bền vững, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể nhưng không đồng đều trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Nếu không có sự nỗ lực lớn hơn cũng như sự hỗ trợ nhiều hơn từ quốc tế, nhiều mục tiêu phát triển bền vững sẽ không thể đạt được vào năm 2030. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác vô giá từ cộng đồng quốc tế, trong đó có UNSCAP, để thực hiện hóa khát vọng phát triển bền vững và các cam kết tại COP26. Trước những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam đề xuất tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế về thương mại và đầu tư thân thiện với khí hậu, du lịch, kết nối, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và phát triển đô thị bền vững. ASCAP cần phát huy vai trò nhằm thúc đẩy các cam kết này và điều phối hợp tác khu vực, hỗ trợ các nước trong việc đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực thống kê. Thưa quý vị, do suy thoái toàn cầu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong 2 năm trở lại đây đang có dấu hiệu chậm lại. Thế nhưng, với những cơ chế chính sách mở, Việt Nam vẫn đang được xem là điểm đến đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên thu hút như khoa học công nghệ, năng lượng sạch. Bán lẻ, tiêu dùng, tài chính, công nghệ và năng lượng, đây là những lĩnh vực Việt Nam thu hút các nhà đầu tư FDI nhiều trong thời gian qua. Tại hội thảo Cộng hưởng sức mạnh đầu tư vì một Việt Nam thịnh vượng, đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cho biết Việt Nam vẫn là ưu tiên đầu tư của họ. iEarn xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai bên cạnh Nhật Bản để tăng tốc đẩy mạnh hoạt động đầu tư. Trong vòng 3 đến 5 năm tới, chúng tôi vẫn tập trung vào mở rộng trung tâm mua sắm quy mô lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của người tiêu dùng, chúng tôi sẽ đa dạng hóa mô hình kinh doanh linh hoạt về quy mô từ trung tâm thương mại, siêu thị cho đến cửa hàng tiện lợi. Nhiều tập đoàn lớn đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam. Bên cạnh đó là nước đông dân thứ 3 ở Đông Nam Á với 100 triệu dân. Việt Nam vừa có lợi thế về nguồn lao động, vừa là điểm mạnh về thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ. Số liệu chỉ ra, làn sóng FDI cũng đang có xu hướng chậm lại theo diễn biến của xung đột Ukraine-Nga, bất ổn trong kinh tế toàn cầu. Cùng với đó, việc một số quốc gia áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu 15% dự kiến từ năm 2024 đang gây ảnh hưởng đến việc thu hút vào Việt Nam. Tuy vậy, tiềm năng còn rất lớn. Tôi thì mục tiêu phát triển bền vững được lồng ghép vào mục tiêu kinh doanh. Và đối với cả phát triển bền vững thì nó được xuyên suốt trong cả chuỗi cung ứng từ khâu ví dụ như là trồng trọt, canh tác với cây cà phê cho tới khâu chế biến và sản xuất và đồng thời đến tận tay người tiêu dùng và sau khi cả người tiêu dùng nữa. Trong tương lai, Việt Nam có khả năng thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, sản xuất, cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và công nghệ. Kể từ khi chính phủ đưa ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, các dự án FDI xanh vào Việt Nam đã tăng lên. Tiềm năng sẽ tạo nên một làn sóng đầu tư giúp chuyển đổi nền kinh tế trong nước.
4 tháng đầu năm, thu hút FDI chỉ đạt là 8,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 17,9% về giá trị, nhưng số lượng dự án lại tăng 65,2%. Trong đó, vốn đầu tư thông qua góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 70,4% so với cùng kỳ, cho thấy dù suy giảm chung theo xu hướng toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn đang chiếm được sự quan tâm của các nhà đầu tư ngoại.